Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay thì Mai dậy sớm để chuẩn bị nấu đồ ăn cho cả nhà, xong rồi đi học bơi ha. Đây là bữa đầu tiên Mai đi học bơi chung với Chê Đà. Hai đứa mình là rủ nhau đi học bơi cô chú anh chị, tại vì không có đứa nào biết bơi hết á. Đây cô chú anh chị, đây là cái cà rốt mà Mai làm cho ông xã ha. Mai thì Mai hôm nay Mai sẽ nấu làm cái món là thịt gà xào lá quế của người Thái ha. Hôm bữa thì Mai đã nấu một cái món của người Trung Quốc, đó là món Mapo Tofu rồi. Thì hôm nay sẽ làm là thịt gà xào lá quế. Đây là mấy cái đùi mà Mai cắt, Mai lọc cái thịt nạc ra. Còn cái xương á thì cái xương thì Mai lấy để Mai nấu canh nè cả nhà. Bây giờ thì Mai sẽ hớt bọt ha. Nói chung là nấu hết từ món Trung Quốc qua tới món Thái luôn. Mai thì mà nghe nói cái món gà xào lá quế này ngon lắm, mà Mai cũng ăn rồi. Mai mang ăn mấy cái món xào lá quế của Thái thì Mai rất là thích luôn. Tại vì người Thái thì nó cũng cay cay, vừa vừa khẩu vị với mình. Mai thích món đồ Thái ha. Đó, xong rồi thì ông xã Mai ra bỏ vô dĩa ăn thôi. Trên tay vẫn còn cầm cái điện thoại, có đúng gì thấy không? Lấy thì lấy cho hết luôn đi, còn chừa lại một miếng làm gì vậy trời. Mày lấy xong rồi Mai đổ ra luôn rồi đây. Đây là hẹ của Linh cho Mai hôm bữa cô chú anh chị. Còn đây là lá quế Mai trồng trong vườn nè. Bây giờ Mai sẽ lấy ra Mai lặt để Mai làm món gà xào lá quế. Còn hẹ này thì Mai đã rửa sạch sẽ rồi ha, cắt rửa sạch sẽ rồi. Chút xíu nữa canh được là Mai sẽ thả vô canh thôi. Giờ lặt rau cái đã. Vậy chứ cái món này cũng ghiền lắm đó cô chú anh chị, tại ăn nó thơm thơm ha. Khi mình xào lá quế xong nó bỏ vô nó rất là thơm luôn. Lá quế trong vườn của mình thì nó rất là tươi ngon cô chú anh chị, không hề có một chút phân thuốc trừ sâu nào luôn. Trời, từ ngày mà có cái mấy cái cây rau thơm ở đây cô chú anh chị, trời Mai thấy nó dễ dàng hẳn luôn á. Tại vì hồi xưa mà mỗi lần mà Mai thèm đồ ăn Việt Nam á, mấy cái rau thơm Việt Nam này Mai phải đi chợ Việt Nam rất là xa mới có ha. Và mình mua về thì nhiều khi mình không có xài hết một lần, vì rau thơm này mỗi lần mình ăn mình chỉ cần có một chút thôi á. Mà để trong tủ lạnh thì nó dễ bị hư, ăn được có một lần một chút xíu vẫn còn nhiều mà nó hư hết trơn à. Còn bây giờ thì không cần ha, mình cứ treo nó trên cây, khi nào mà mình muốn thì mình ra mình thỉnh nó vào thì tươi ngon. Thỉnh thoảng thì mình cũng phải bẻ chút chút, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng phải bẻ hết. Mấy nhánh thì là cũng đủ xào một dĩa gà xào lá quế cho tụi nhỏ nó ăn trưa rồi cả nhà. Trước khi mà Mai đi học bơi thì Mai cũng phải chuẩn bị cơm trưa cho mấy cha con của nó. Không có cầu kỳ nhưng mà cũng phải có món đơn giản. Mai cũng đi cắt nửa củ, một củ hành tây này ra để xào chung cho nó có này kia cho nó ngon á cả nhà. Đúng là nấu ăn là một nghệ thuật, mà người đầu bếp này không phải là nghệ sĩ cô chú anh chị. Mai nhớ hoài cái câu của cô Nguyễn Doãn Cẩm Vân nói ha, nấu ăn là một nghệ thuật và người đầu bếp cũng là một nghệ sĩ. Mai thì cũng không có đam mê gì lắm nấu nướng, nhưng mà thích nấu cho mình ăn. Giống như là mình thèm món gì thì mình nấu món đó thôi. Như mình thấy trên mạng nó dạy món gì nấu ngon thì mình nấu món đó thôi. Nhưng mà khi mà mình để tâm như mình nấu thì chắc chắn là món ăn của mình nó sẽ ngon chứ chị ha. Chứ hồi xưa mà Mai nấu giống như là lúc mà còn trẻ nấu đại đại á thì nó không có được ngon. Bây giờ thì mình nấu mình kỹ hơn, mình tỉ mỉ hơn, nó ngon hơn. Nấu ăn là phải tỉ mỉ. Đây, bây giờ Mai pha nước sốt của chú anh chị. Hôm nay thì Mai sẽ copy cái công thức của ông anh thích nấu ăn ha. Mai sẽ pha đúng y chóc thử coi nó ngon không. Một thìa nước mắm nè, nửa muỗng đường, nửa muỗng dầu hào, nửa muỗng hắc xì dầu. Thì Mai không có hắc xì dầu thì Mai bỏ nước tương cả nha. Đó. Rồi. Mai cho tương ớt vô ha. Cái này thì mình có thể mình cái đây là Mai để nửa muỗng tương ớt nè. Tương ớt này là tương ớt chiên xu. Bây giờ thì Mai dùng chính cái chảo bơ lúc nãy cũng xả ra luôn. Tại cái gà nó cũng ít, tỏi, hành, dầu,
kỳ vọng là món này ngon mà không biết có ngon không cả nhà ha. Mai cũng ở đó, mọi người thấy không thì Mai cũng copy công thức lụm lặt trên mạng á, chứ cũng chả có giỏi giang gì đâu. Ngân nó đói lắm mà nó chạy ra nó dòm Mai rồi đó cô chú anh chị. Thơm quá. I've been starving since 9. Thơm không? Yeah. I can't smell it. Đây, khi mà thịt gà săn lên rồi đó chú chị, Mai để cái sốt này vô. Mai thấy nó hơi ít ít mà không biết nó có đủ không ha. Nếu mà không đủ thì chắc là Mai sẽ pha thêm chút xíu nữa cả nhà ha. Ông Anh thích nấu ăn này chắc là có vẻ ổng chia sẻ cho mình một cái phần nhỏ thôi. Mai là có hai đứa nhỏ cô chú chị biết không, nên thành ra là Mai không có để ớt nhiều, mà Mai chỉ để một nửa muỗng tương ớt thôi, mà nó cũng hơi cay cay tê đầu lưỡi rồi đó. Nếu mà cô chú chị nào muốn cho nó đẹp hơn á, thì mình có thể chế một miếng dầu màu điều vô ha. Cái dầu màu điều này Mai thắng sẵn ha. Đó, cả nhà thấy khi mà mình bỏ miếng dầu màu điều vô nó ngon hơn ha. Bây giờ thì mình bỏ cái miếng hành tây vô. Khi nào mà hành tây này chín thì mình bỏ lá quế vô, mình đảo qua là mình tắt bếp, mình rắc tiêu vô là xong cô chú chị. Thịt gà thì được cái mình xào nó phải chín chín một chút nha cô chú chị, đừng có xào nó sống đó. Mai sợ ăn thịt gà sống đó. Đó, bây giờ được rồi, Mai bỏ lá quế vô. Đối với món Thái này cô chú chị thì mình không có bỏ lá quế vô, mình đảo lên thôi, không có cắt nhỏ lá quế ra. Mai bỏ hơi nhiều lá quế nhưng mà tại vì Mai thích vậy cả nha. Quá trời luôn. Rất là thơm. Tắt bếp. Ngon không cả nhà? Gà xào lá quế đã hoàn tất. Bây giờ Mai sẽ đổ ra đây. Trong thời gian tại vì ở nhà không biết là ai ăn, ai chưa ăn. Thì ai chưa ăn thì Mai lấy cái nắp này đậy lại cô chú anh chị. Chứ còn đổ ra cái dĩa một hơi là nó bị khô, không có ngon ha. Rồi ăn đi. Ăn thử món mới coi. Món này con chưa ăn bao giờ đâu. Really? Uh-huh. Món này của Thái đó. It's Thai food. Thai food. You're Thai now? Yeah. Nó hỏi Mai mẹ giờ là người Thái rồi hả? Nói ừ. Ăn thử coi. How's it? Okay. Đợi chuyên gia thẩm định nữa cơ chính chị. It's good. You like it or you don't like it? Like it? Mm-hmm. Nó kêu ngon cơ chính chị. Rồi, chuyên gia đã thẩm định, đã thông qua rồi đó. Không? Oh, approve? Mm-hmm. Okay. Next time you will eat again? Yeah. Ờ, hỏi nó ăn nữa không? Nên lần tới mà làm nó ăn nữa không? Nó kêu ăn. Okay. Bây giờ thì Mai sẽ nấu nồi canh hẹ cô chú. Cái gà đó thì Mai làm cái đùi gà. Cái khúc xương đó thì Mai lọc cái khúc xương ra thì Mai đem nấu canh. Ăn vậy là không có bỏ sót cái nào hết cô chú anh chị ha. Ăn vậy là khỏi có sót luôn. Cái này bỏ nhiều cô chú anh chị cũng chỉ Mai bỏ cà chua vô, nhưng mà không hiểu sao cái Mai ăn canh hẹ Mai không thích bỏ cà chua cả nhà. Đúng là mỗi người mỗi ý ha. Canh hẹ này nó sôi lên cái là Mai tắt bếp được rồi đó. Tại vì Mai không có muốn nấu lâu á là hẹ nó bị nồng á cô chú anh chị. À, bây giờ Mai cũng ráng xới thêm chén cơm để ăn cô chú anh chị. Tại vì sáng tới giờ Mai cũng chưa có ăn cơm nữa.
Mai cứ lo nấu nướng, sợ là mình đi học bơi xong ở nhà cái tụi nó không có gì ăn á. Để Mai kêu xíu muội xuống cho nó ăn cơm cái đã rồi Mai cũng ăn cơm luôn. Đó, xới cơm cho bà xíu muội rồi đó, bà kêu bà chảy đầu xong rồi xuống ăn cơm là vừa. Bỏ điện thoại ra, ăn đi, mẹ lấy cơm sẵn cho con rồi đó. Ăn hết thì lấy thêm trong cái dĩa này, cái thố đó đó. Ok. Good. Ừ. Ừ. Ngon hả? Ok. Để mẹ lấy cho. Giờ mẹ sẽ chan canh cho Ngân. Trời, canh này nó ngọt lắm. Khổ ghê cô chú anh chị, tim không hành không giá. Canh không có rau. Canh này là canh toàn quốc. Toàn quốc là toàn nước không đó. Gọi là canh toàn quốc. Okay. Okay. She's just looking up. Nè. Ok. Mai bây giờ Mai cũng xới một tô cơm để Mai ăn ha. Tại vì ăn dễ xong còn đi bơi nữa. Đây, Mai thì rất là thích ăn canh nên là cái tô canh của Mai phải lên rất là nhiều luôn. Mời cả nhà ăn cơm chung với mấy mẹ con Mai. Đây, mẹ con Mai ăn xong rồi cả nhà. Đây, bây giờ thì tụi nó đi dọn mấy rổ chén cho vai của chúng chị ha. Hai đứa này bây giờ nó chuyên nghiệp lắm rồi ông bà cô chú ơi, có nghĩa là nó là mỗi đứa là một đứa là lấy chén dĩa ra đưa cho một đứa kia thì đưa lên trên cái kệ ha, để lên kệ. Mai đợi nó dọn xong là Mai cũng phải dọn cái đống chén này của Mai. Gọn rồi ha. Chay đà thì nó cũng đang trên đường đi qua đây luôn. Nên Mai là cho tụi nhỏ nó ăn cơm rồi, ông xã Mai cũng ăn rồi. Mai cũng ăn rồi nên thành ra là mình đi không có sợ, không có lo lắng gì hết á. Mình không có cảm thấy tội lỗi. Thật ra nếu mà mình đi chơi này nọ thì ông xã Mai lúc nào cũng tạo điều kiện hết á cô chú chị. Lúc nào cũng nó cứ đi tụi nhỏ mà nó đói gì thì nó pha mì nó ăn, hoặc là nó ông xã Mai sẽ order chicken nugget ở McDonald's cho tụi nó về. Nhưng mà Mai cảm thấy mình là mẹ mà mình đi chơi mà mình bỏ bê tụi nó cũng không được ha, cái gì cũng phải cho tụi nó ăn xong rồi muốn đi đâu thì đi ha. Đây có chính chị Mai đã chuẩn bị sẵn ha, quần áo gì khăn rồi dầu gội đầu này nọ trong cái này. Bây giờ đợi chay đà qua nữa là mình lên đường thôi cả nhà. Đó, hôm nay là Mai sẽ đi học bơi buổi đầu tiên của Mai và chay đà. Đây, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã cùng với Mai nấu thử cái món mới là gà xào lá quế ngày hôm nay. Nói chung thì theo nhận xét cá nhân của Mai đó nha, thì cái món này cũng ngon, nó cũng đậm đà giống như món của người Thái vậy đó. Nhưng mà nếu mà theo khẩu vị của Mai thì Mai sẽ cho thêm một chút xíu nước mắm nữa cho nó đậm đà hơn ha. Tại vì Mai cũng ăn khá là đậm vị chứ Mai không có ăn nhạt cô chú anh chị. Đó thì cái này là cái góp ý, cái ý kiến của Mai thôi. Thì cái công thức đó thì Mai cũng ăn cắp ở trên ông anh dạy nấu ăn đúng rồi. Thì ở trên đó, trên TikTok của chính chị đó, người ta đang làm cái gì của chính chị biết không, cái làm cái đang lắp cái máy phát điện cho nhà Mai, đúng rồi, suy nghĩ hoài nó mới ra ha. Thì Mai hy vọng là cả nhà yêu thích video ngày hôm nay của Mai. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Mọi người hãy thử món này thử xem ha, thử nấu rất là đơn giản và dễ dàng, ăn cũng khá là hao cơm. Xin chào tạm biệt.